Hôm nay ngày 25 tháng 10, lãi suất ngân hàng ghi nhận nhiều biến động. SCB tăng lãi suất ở các kỳ ngắn hạn, trong khi VP Bank điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi cho các kỳ hạn dài. Trên thị trường, BVCombank đang dẫn đầu với mức lãi suất cao nhất lên tới 9,5% trên năm. Cụ thể ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé! Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân NCB đã điều chỉnh lãi suất huy động cho các kỳ hạn ngắn. Cụ thể, kỳ hạn 1-6 tháng tăng 0,1% trên năm, trong kỳ hạn 7-8 tháng tăng 0,05% trên năm. Sau đợt điều chỉnh này, các mức lãi suất cụ thể là kỳ hạn 1 tháng 3,9% trên năm, kỳ hạn 2 tháng 4,1% trên năm, kỳ hạn 3 tháng 4,2% trên năm, kỳ hạn 4 tháng 4,3% trên năm, kỳ hạn 5 tháng 4,4% trên năm, kỳ hạn 6-7 tháng 5,55% trên năm, kỳ hạn 8 tháng 5,6% trên năm. Tuy nhiên, lãi suất huy động cho các kỳ hạn dài từ 13-60 tháng đã được điều chỉnh giảm. Kỳ hạn 13-15 tháng giảm 0,1% trên năm, còn 5,8% trên năm. Đáng chú ý, kỳ hạn 18-60 tháng giảm mạnh tới 0,35% trên năm, cũng về mức 5,8% trên năm. VP Bank tiếp tục giảm 0,2% trên năm lãi suất tiền gửi cho các kỳ hạn từ 6-36 tháng. Đối với tiền gửi trực tiếp dưới 10 tỷ đồng, mức lãi suất mới như sau. Kỳ hạn 6-11 tháng 4,8% trên năm, kỳ hạn 12-18 tháng 5,3% trên năm, kỳ hạn 24-36 tháng 5,6% trên năm. Khách hàng gửi từ 10 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng sẽ được cộng thêm 0,1% trên năm lãi suất. Và từ 50 tỷ đồng trở lên sẽ được cộng thêm 0,2% trên năm. Đặc biệt, nếu khách hàng gửi từ 100 triệu đồng trở lên sẽ được cộng thêm 0,1% trên năm lãi suất so với mức niêm yết. Trên thị trường, BVCombank đang dẫn đầu về lãi suất huy động với mức cao nhất lên đến 9,5% trên năm cho kỳ hạn 12-13 tháng. Tuy nhiên, điều kiện để hưởng mức lãi suất này là khách hàng phải có số dư tiền gửi tối thiểu 2.000 tỷ đồng. HD Bank cũng áp dụng mức lãi suất khá cao với 8,1% trên năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7% trên năm cho kỳ hạn 12 tháng, với yêu cầu số dư tối thiểu 500 tỷ đồng. Ngoài ra, ngân hàng này áp dụng mức lãi suất 6% cho kỳ hạn 18 tháng. MSB đưa ra lãi suất tiền gửi tại quầy lên đến 8% trên năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7% cho kỳ hạn 12 tháng, áp dụng cho sổ tiết kiệm mở mới hoặc gia hạn tự động. Ngoài ra, nhiều ngân hàng tiếp tục duy trì mức lãi suất trên 6% trên năm cho các kỳ hạn dài mà không yêu cầu số tiền gửi tối thiểu. Một số ngân hàng như Cake by VB Bank, Ocean Bank, Bắc Á Bank đều niêm yết lãi suất 6,1% cho kỳ hạn 12-24 tháng. Ngân hàng BV Bank, Cake by VB Bank, VRB, Đông Á Bank cũng áp dụng mức lãi suất 6% trên năm cho kỳ hạn 24 tháng. Saigon Bank áp dụng mức lãi suất 6% cho các kỳ hạn 13, 18 và 24 tháng, trong khi lãi suất kỳ hạn 36 tháng đạt mức 6,1%. Lãi suất tiền gửi Agribank mới nhất. Theo ghi nhận, lãi suất tiền gửi tại Agribank đang được niêm yết quanh ngưỡng 1,7-4,8% tùy từng kỳ hạn. Lãi suất kỳ hạn 24 tháng niêm yết ở mức cao nhất lên tới 4,8%. Thấp hơn một chút, lãi suất kỳ hạn gửi tiết kiệm 12 tháng, 13 tháng, 15 tháng, 18 tháng là 4,7%. Kế tiếp là kỳ hạn 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng và 11 tháng. Lãi suất Agribank là 3%. Lãi suất kỳ hạn 4 tháng, 5 tháng, lãi suất thấp hơn ở ngưỡng 2%. Còn ở kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, lãi suất Agribank ở mức 1,7%. Đối với lãi suất gửi tiết kiệm không kỳ hạn, Agribank đang áp dụng ở ngưỡng 0,2%. Bạn đánh giá mức lãi suất trên như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Xung quanh thông tin về lãi suất ngân hàng, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan. Nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả và cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé.